Mà chị có thể làm được tất cả những việc khác, mặc dù là nó không được trọn vẹn giống như những người mà lành lặn đôi tay đôi chân, làm gì cũng làm được, chứ làm bằng cái tay không. Dạ. Làm bằng cái giò. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Tam Nông của tỉnh Đồng Tháp. Và phía sau lưng ở đây là một ngôi nhà của ba người phụ nữ, một người ngoại, một người con và một người cháu. Ba người này phải vừa tự mưu sinh cuộc sống hàng ngày, ngoại thì phải đi làm mướn, ai thuê gì làm đó. Và Bùi, hình ảnh Bùi Hồ bắt gặp ngày hôm nay đó là ngoại đi cây lúa về. Người phụ nữ thứ hai đó là chị Hương, năm nay thì chị khoảng 35 tuổi. Và chị Hương là một người khá là đặc biệt, mà trong chuỗi video clip trước đây Bùi Hồ có giới thiệu với cô bác của anh chị là một người phụ nữ tật nguyền với một cái đôi chân kỳ diệu, với một ý nghị lực vươn lên. Đôi chân của chị có thể làm mọi việc ở trong gia đình để bớt gánh nặng cho người mẹ của mình. Và người thứ ba được sinh ra khá là bất đắc dĩ, đó là em Ngân, 13 tuổi. Cách đây thì khoảng 13 năm trước, chị Hương đã bị một người đàn ông trong xóm sàm sỡ, và cuối cùng là chị mang thai. Với một cái tấm lòng yêu thương con, và chị đã quyết định giữ lại đứa bé, mẹ của chị đã quyết định giữ lại đứa bé này. Và ngày hôm nay thì đứa bé đó rất là kháo khỉnh và hiện nay đã học lớp 8. Đó là bé Ngân, một cô gái rất là đẹp gái, vẫn còn đang đi học và phụ giúp gia đình của mình. Hôm nay thì cũng gần dịp cận Tết rồi, Bùi Hồ muốn quay trở lại thăm lại hoàn cảnh của gia đình ba người phụ nữ đặc biệt này. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để xem cuộc sống bây giờ như thế nào ha. Chào chị Hương. Chào Ngân nha. Xin chào chị Hương. Chào Ngân. Ngân chưa đi học hả con? 12 giờ con mới đi. Nãy là chú Hồ thấy là bà ngoại là mới đi làm về. Ăn cơm chưa? Dạ ngoại. Ngoại mới làm gì chú ăn cơm. Ra đây đi. Ra đây đi. Ngồi đây đi con. Ngồi kế mẹ đi. Chị Hương hôm nay khỏe không? Ăn cơm chưa? Hả? Ăn rồi. Ăn với gì? Mẹ nói ăn gì vậy? Cá kho. Ai nấu? Hả? Ngân nấu hả? Ngân. Dạ. Con nấu cơm đúng không? Dạ. Hôm nay ăn cá kho. Dạ. Mẹ năm nay là bao nhiêu rồi Ngân? Dạ 32. 32 tuổi. Dạ. Ngân qua nào năm nay là 13. Rồi bà ngoại thì mới đi làm về. Dạ. Ngân con học buổi nào vậy Ngân? Để học buổi chiều. Dạ. Giúp mẹ nấu cơm đồ này kia, nấu cơm rửa chén rồi làm đồ ăn này kia. Con làm được bao nhiêu chuyện đó là kể cho chú và cô bác của chị biết rồi. Nấu cơm nè, rửa chén nè. Nói chung là trong nhà có nhiều là con làm hết, mẹ chỉ lau nhà thôi. Mà các chú đến đây á được biết với mẹ của con là thương con dữ lắm. Mẹ con sợ con làm cái công việc nặng nhọc á, thì mẹ con làm được rất là nhiều việc đúng không Ngân? Mẹ con làm được cái công việc gì Ngân ha? Mẹ lau nhà rồi nãy kia, lặt rau rồi lặt ớt rồi tước lá dừa rồi nãy kia. Lặt ớt luôn? Lặt ớt á hả? Lặt cuốn ớt á, nhanh lắm. Vậy hả? Dạ. Thời điểm này là có ngay vụ ớt để có ớt lặt không nha? Dạ không, lặt ớt có khi cái 5.000, có khi cái 2.000. Rồi con thấy mẹ vậy làm, con thấy thương mẹ. Mẹ làm khó khăn quá thì con phụ mẹ. Dạ. Con làm được cái công việc đó là từ khi nào à?
những cái công việc nhà đó đó. Từ con học năm lớp 3 con thấy ngoài làm cực á, cái con xin xin làm với nó thôi để năm lớp 4 nữa. Rồi con tự lén làm nãy kia rồi nấu cơm kiểu cũng được. Rồi xong tới năm lớp 4 tập nấu cơm, rửa chén. Rồi năm lớp 5 tập nấu ăn. Lớp 6 rồi tập nãy kia, rồi quét nhà nãy kia luôn. Giỏi dữ ta. Rồi cuộc sống bà ngoại thì đi làm mướn. Bà ngoại thì lúc nãy thì chú Hồ gặp ngoại đi làm mướn là ngày được 120.000 hả? Dạ. Thu nhập vậy thì có đủ sống cho gia đình của mình không? Ăn qua bữa là được, bữa ăn qua bữa được. Qua bữa hả? Dạ. Con đi học thì sao? Đi học thì ngoại cho. Ngoại cho, ngày nhiêu? Ngày có khi 20, có khi 10.000. Trong lớp con học thành tích làm sao nha? Con học cũng được. Tại vì? Thì học cũng được. Từ phụ nữ thôi. Là ngoại với lại mẹ với lại bé Ngân gọi là mẹ là tự múc ăn đồ được luôn mà đúng không? Con đâu có đút đâu đúng không? Dạ. Ngoại của bé Ngân thì cũng đi cấy lúa mới về đó cô bác. Thì cũng đang ở phía sau để tắm rửa. Cái đôi chân á của chị Hương á yếu lắm, đi còn không vững nữa. Nhưng mà chị Hương thương con mình, sợ con mình làm, sợ con mình khổ, là có thể làm được nhiều thứ. Bây giờ nói mẹ đi yoga sao biết thử được không? Dạ được. Cái việc tắm rửa của mẹ nha, là mẹ tự làm được không? Dạ được. Dạ, mẹ tự đứng lên thì sao? Chị Hương tự đứng lên hả? Đó đi đó, thấy không? Nhưng mà lau nhà, quét nhà đồ được, đúng không bé Ngân? Dạ được. Chào cô. Mẹ con đi như vậy đó là có khi nào bị té gì không nha? Dạ, út cũng ít. Ôi, được rồi chị. Đi ra đây. Ôi, đó. Bây giờ chị, em không biết là chị quét nhà, chị quét như thế nào, chị quét cho em coi được không? Lấy cái chổi cho mẹ quét coi cho. Đạt có thấy không là chị đi đứng không vững nữa. Nhưng mà cái đôi chân của chị diệu kỳ lắm, thậm chí là xỏ kim, bật bếp ga mini nè, bật hột quẹt nè, hay lắm. Đó. Đó thấy không? Đó thấy chưa? Đây là đôi chân của Di Hương cũng diệu kỳ nha. Vừa lau nhà, bật bếp ga mini và sỏi kim luôn. Chị quét như vậy rồi chút chị đi tới trước tới rồi một chút nữa chị quét dài tới hả chị? Đâu chị quét dài ra trước tí xíu thôi cho cô ấy, anh chị xem thử. Đó thấy không? Chị không có đứng lên ngồi xuống nó hơi bị bất tiện thì chị vậy đó. Đó, thấy không? Chị gỡ chén được không chị Hương? Bé Ngân, mẹ gỡ chén được không? Mẹ không gỡ chén được không? Gỡ sao nổi. Nhưng mà tự đút cơm ăn không có để, tự múc cơm ăn à, không có để cho bé Ngân đút đâu, đúng không Ngân? Mẹ có ăn cơm chưa? À, không ấy bớt cơm cho mẹ ăn đi. Không ấy còn bớt cơm cho mẹ ăn. Sở chỉ qua kim là rất khó á chị. Chị thường làm chuyện đó không? Chị là thường làm cái... May đồ được mà. Được luôn. Nhưng mà chị may đồ, mẹ may đồ được luôn rồi, đúng không bé Ngân? Có nghĩa là đồ bé Ngân gách là mẹ tự may luôn. Đó. Con ra đây ngồi với lại chị Hương luôn đi. Không, để chị tự làm. Con ngồi gần chị Hương đi. Hôm nay là mình
Ngân lại mẹ luôn đi con. Mình làm cỏ được bao nhiêu ngày à? Cây lúa được bao nhiêu ngày à con? Ngày cấy được 4 ngày. Cấy được 4 ngày. Ngày được 120. Ngày được 120. Đủ sống không? Cũng trang trải từ từ. Dạ, vậy bé Ngân rồi đi học rồi chi phí đủ bé không? Bé Ngân đi học thì ngày cho nó 20 ngàn. Dạ. Cá mắm, gạo thóc. Dạ. Xong rồi bắt đầu chị sỏ, chị nghe. Cái sỏ chữ này làm thấy rất khó luôn hả chị Hương ơi? Cố gắng lên chị. Dùng dao gọt xoài được luôn mà. Dao gọt xoài tới tàu dừa. Rất khó luôn cô bác. Hơi khó hả chị? Không, để cho chị tự làm. Mình nói chị phân tâm. Cắn đừng ngay cái cắn cho. Vậy. Chỗ này cái ánh sáng. Ánh sáng chỗ này hơi tối nè chị. Cắn nhỏ nhỏ nè coi. Đủ độ sáng cho chị thấy không? Thấy nha. Cái miếng của con đâu bé ơi? Cái miếng. Bé Ngân đang hâm đồ ăn cho mẹ. Luộc hộp vịt. Con được sở chữ này thì rất khó luôn cô bác. Chị cũng đang cố gắng để làm cho được. Thương con lắm đó nghe. Thương lắm, thương nó lắm. Dạ. Có tiền nhiều là để con cho con ăn đi hết trơn hả? Cho tiền là để con gia đình cho con ăn đi học. Dạ. Cho. Lặt ớt để cho con lấy tiền cho con đi học nữa. Thẳng sổ từ từ. Từ từ đi chị. Bây giờ chị còn mà thường may quần áo cho cô bé Ngân không? Có. Dạ. Thì nó mà thấy xúc cái lai cái nó lấy ra nó mài. Dạ. Sổ kim nó mài. Dạ. Chỉ là mình sổ còn chỉ qua một chút lấy cái quần áo của con ra cho mẹ may luôn nghe bé Ngân. Đâu có thôi xỏ được rồi. Sao? Đang hồng hộp xỏ không được. Sao cơ thì xỏ đi. Xỏ rồi xỏ đi chị. Đi chị. Nghe ngày thường mà chị lúc bình thường mà mẹ con xỏ kim như vậy nè là có lâu giống gì không nghe? Không. Mau. Chắc tại bên này gung quá. Chắc giờ này chắc mẹ. Hồi hộp. Đang quay máy cái hồi hộp. Vậy thì nếu như mà đám tiệc thì chắc cũng không có dư giả gì nhiều hả cô? Dạ. Cắn ra dễ sỏ. Cắn ra đây dễ sỏ. Bé Ngân cũng thương mẹ mình ghê luôn á. Thương. Đi học về mua này cho tiền ăn, không ăn thì mua này kia về cho mẹ ăn. Dạ. Đi học mua về cho mẹ. Mua về cho mẹ ăn. Đi đâu là mua gì, mua cái này kia gì cho mẹ. Tối ngủ thì dân mùng. Tối ngủ dân mùng cho mẹ. À, cơm bớt cơm ăn lại xô nước cho uống. Bây giờ là lao động chính là chỉ có mình cô thôi. Dạ.
Dạ đói bụng chưa chị? Chưa. Chưa, sáng nay ăn gì đó? Sáng ăn có mì. Ăn mì. À, xong ăn phở mà mình ăn mì. Không có tiền. Không có tiền. Tiền. Ờ, năm nay là bao nhiêu con quên rồi? 54 mà. 54. Đi làm gì thì có nhức mỏi gì không? Cũng nhức cho mà gắng đi làm. Dạ. Không thuốc nam uống. Ừ. Đi mặn về là sắc thang thuốc nam. Dạ. Làm ngày 128 tiếng. Dạ. Ăn gạo. Rồi đầu là Ngân gọi cho, còn tắm là tắm tự tắm tự tắm rồi thay đồ. Thay đồ thay mình được. Thay mình được luôn hả? Dạ. Ba cô áo bằng nhìn lay quay là nó giãn hết trơn. Hai kiểu mình nông lên kêu bận vô cánh tay trước ca tay. Còn cái đầu cái từ từ lấy cái áo cái thào chồng vô mới sọt cái tay áo này mới chồng vô nó giãn. Dạ. Giãn cái áo. Có nghĩa là tự lấy cái giò. Lấy cái giò thọt giò lên. Thọt lên. Thành thử ra mặc áo thun nó áo bị giãn. Nó bị giãn rồi. Nó sẽ mau hư hơn. Dạ mau. Thông tin với cô bác với anh chị á, chị Hương á, không làm thì thôi. Ừ. Mà làm cái công việc gì á, là cố gắng hoàn thành cho nó xong mới chịu. Không xong là làm hoài vậy đó. Bởi vì mình kêu là chị Hương là thôi chị xỏ không được thôi. Bao nhiêu đó cũng hiểu rồi. Nhưng mà trước đây á, là chị xỏ hay lắm. Tại vì chắc có lẽ là lên đoạn clip này á, thì chị hồi hộp nữa. Hồi hộp, đông giò người nữa. Đó. Giò có mồ hôi nữa. Ướt cái giò cái công chỉ nó dính tay. Những cái mùa đông này thì chị có nhức mỏi gì không con? Cũng có nhức mỏi như đi mằng gì nhức mỏi cái nằm nghỉ hơi cái lấy thân thuốc nam xuống sắc uống rồi. Con nói chị Hương á. Chị Hương ha? Không. Không nhức mỏi gì hết. À. Cái lúc mà chị bị sàm sỡ rồi đó cô, cái thời gian bao lâu mình mới phát hiện cô? Cũng gần 8 tháng. 8 tháng. Gần 8 tháng, 7 tháng mấy, 8 lúc tháng. Đó, lúc đó là cái bầu bự rồi. Bự rồi mà không biết, tại vì nó bằng cái áo lúc trước mình tắm rửa nó sao là nó bằng cái áo tay dài, cái nó kéo lên không à. Dạ. Đâu có biết thì sao là thấy nó vậy, thấy cái bụng nó u lên, mình tưởng nó đã đau của trước. Dạ. Mới chở đi siêu âm. Dạ. Siêu âm rồi ở trên bệnh viện thì nói siêu âm mà mấy bà mụ nói nó có em bé. Lúc đó giật mình hết luôn. Giật mình là tôi lên xe kia ẩm lên xe ẩm không nổi đâu. Dạ. Từ nhỏ cái lúc mà chị Hương vậy thì á là hàng tháng là vẫn bình thường hả con? Bình thường không có kén ăn chứ ở nhà cũng đi mặn vậy nè, cái mua mì để ở nhà đó. Cái nấu ăn. Rồi cái thời gian 8 tháng có bầu đó là không có nữa rồi. Không có hành không có gì chứ. Không có cái tới tháng cái tới tháng tự nó thay tự nó thay đồ. Không ai biết luôn. Nhà không biết, tự nó thay đồ. À. Cái giò ướt rồi đó, chỏ không được. Mà thấy thương chị quá luôn á. 8 tháng thì chắc có lẽ là chị cũng cảm nhận được đúng không? Dạ. Lúc mà mang biết cũng như biết mà không dám nói. Bị gì người ta ấy nó hâm đó, cũng như là ở với nó hâm nó, nói mày nói ra thì tao giết mày. Ôi trời. Thì nói vậy nó không dám nói tới nào cái bà đi siêu âm ra biết nó mới chỉ ngừ. Rồi lúc đó mình có phương kiện gì không? Không. Thôi thấy vậy thì nó vậy. Rồi tôi mới suy nghĩ là tôi nói thôi vì mẹ nó nói vậy thì nó có đứa con gái thì nửa lớn nó nuôi nó chứ mình làm khó làm dễ người ta làm gì nếu mà tôi đâu sống hoài để nuôi nó. Nhưng ổng với tôi lỡ có chết đi nữa ai nuôi nó? Cậu cũng còn mợ. Nó sao sống giờ nó có con gái cũng giàu gì cũng cái gũi có cái hên. Thôi giờ kệ đi. Nữa con ngắn nuôi rồi. Nó thì cũng trời ban. Dạ ban cho nó một đứa. Mình cũng nghĩ không làm khó. Dạ. Mà được cái là bé Ngân cũng hiếu thảo thương dạ. Mẹ. Ví dụ như cô thì trăm tuổi già thì cũng còn bé Ngân. Dạ. Bé Ngân thì giúp mẹ được. Dạ khi đó bé Ngân ăn học thành tài. Dạ. Nuôi mẹ nữa. Cũng được. Trai dạ. Thì mình lấy con bé không bằng con gái. Dạ. Mà bé Ngân thương mẹ lắm. Dạ. Đi học gì là mua này kia về cho mẹ ăn, cũng đi đâu gì cũng mua đồ à. Cái tiền học phí của bé Ngân gì đó là hàng năm có đủ để đóng cho bé Ngân không cô?
cũng học phí nó bên bên ấy cũng cho sổ sổ nghèo, à, hộ nghèo. Cho sổ hộ nghèo. Thành ra đóng không có nhiều. Dạ. Mình sổ không được vậy thôi mình nghĩ sao. Ồ, bé Ngân bớt cơm cho mẹ ăn kìa. Ăn cơm với hộp dạch luộc. Nghỉ ăn muối tiêu hả ăn đi, nó... chị Hương ơi. Hết muối tiêu hết giờ. Nghỉ mệt chút đi rồi hả sở lại. Chị Hương ơi. Ông lấy chén dầm nước mắm tí xíu mình xỏ mình ăn cơm đi. Chưa rồi. Không đói kìa, bé Ngân bờ con có chị mới rồi kìa, múc tô cơm kìa. Thôi bây giờ mình xỏ chỉ không được, mình tự bới cơm ăn đi. Sao chỉ thì được không? Đừng nghỉ đi. Mẹ ăn như vậy đó là có vét sạch được tô cơm không nha? Mình làm không quen á là mình bị chuột rút liền. Dạ. Cái chân của mình á bị chuột rút liền, chuột rút tê cứng liền. Nhưng mà đối với chị Hương á thì cái công việc này, cái đôi chân của chị đó nó thay cho cái đôi tay của chị. Dạ. Mặc dù là cái việc đi đứng trên cái đôi chân của chị nó khó khăn lắm. Ờ, mềm sống à, nhưng mà chị sử dụng đôi chân cực kỳ hay. Đi đứng gì đi muốn té gì nào té à, đứng cứ khi đứng gì đi cái đứng gì cái đứng đi tới bước tới té chậu lụi. Dạ. Mà giống như câu nói của mọi người thường hay nói với nhau á, ông trời không lấy đi của ai tất cả. Nếu như mà khiếm khuyết về cái đôi tay á thì vẫn còn đó một cái đôi bàn chân kỳ diệu mà chị có thể làm được tất cả những việc khác, mặc dù là nó không được trọn vẹn giống như những người mà lành lặn đôi tay đôi chân. Làm gì cũng làm được chứ. Dạ. Là làm bằng cái tay không à. Dạ. Làm bằng cái giò không. Nhưng mà chị có thể với cái nghị lực của mình nè, với cái ý chí của mình, chị có thể làm mọi việc bằng cái đôi chân của mình. Nên trước đây thường thì Bùi Hồ có nói á Đạt, thì chị là một người có một cái đôi chân kỳ diệu, phải nói là có 102 luôn á. Chị làm thao cơm vậy là mẹ ăn lâu mau mấy xong. Uống nước được luôn á. Cầm nước tự uống luôn á. Dạ uống không hút á. Phải nước cho mẹ chưa? Những lúc con có ở nhà là có, con có đút mẹ ăn không hay là hàng ngày là mẹ tự ăn gì không nha? Không cho, sợ thương con mà. Mặn cái gì cũng nói kêu mà ngăn mặn cái nó thôi đi để cho nó mặn cho kêu lau nhà cái nó nói thôi đi để con lau cho. Dành làm hết không? Dành làm hết để cho đi học. Quá mà. Ừ. Mà hôm mà la mẹ em la con nó cái gì cái nó giận nó ngầu đó, nó không ăn cơm khi la con nó gì cái nó giận nó xin lỗi bà ngoại đi, xin lỗi bà ngoại đi. Vậy chứ là ai xin bé Ngân mà cho chị 100 triệu là chị không bao giờ, 1 tỷ chị không cho luôn. Đi đâu á thì Ngân nó đi đâu thì ngầu ở nhà ngóng. Ngóng con nó về chưa. Ngăn đi đâu thì ngẫu nhà ngóng coi con về chưa. Có một lần hỏi chị á là chị cho bé Ngân cho người ta đi, chị đỡ đuôi cho 1 tỷ chị chịu không? Là chị không bao giờ chị chịu đâu. Đạt cảm thấy ăn cơm thì như thế nào đối với chị Hương á? Chị vẫn múc ăn được nhưng mà nó hơi khó khăn. Khó. Khum xuống. Mỗi ngày ăn hết tô đó không? Có khi hết khi không. Cũng như ăn sáng ăn được sáng thì ít ăn cơm. Còn không ăn sáng ăn cơm được hết. Rất là thương chị luôn. Đó chỉ là ngày cũng cả chục ký ớt đó. Chục ký là được 40 ngàn.
Ký con ngàn, ký con ngàn à. Ngàn là 10 ký. Là 10 ngàn. 2 cái giò. 2 cái giò. Giò bẻ ra. 1 hay là 2 giò cũng được luôn con. Một cái cầm chế ớt, một cái cà lạc cuốn. Ông hút. Ờ, cái việc mà chị ăn cơm như vậy á, mà chị tự múc là chị thương con của mình, chị không muốn con của mình phải làm vất vả như chị nhiều, mà chị tự ăn thôi. Nó chứ chị. Nghe thật không? Nó chứ. Dạ. No chưa? Rồi uống nước cái nữa đi chị. Uống nước đi rồi nghỉ mệt. Thấy vậy chứ ăn vậy không gì chắc mệt lắm á. Mệt chứ. Bé Ngân đồ học phí đồ đóng hết chưa cô? Học phí thì hổm thầy kêu đóng mà chưa có đóng. Nhiều bé Ngân? Con bên đó vậy hả? Thầy kêu nhắn đóng một phí thôi à, chứ chưa có nha hỏi thầy nhiều à. Vậy hả? Dạ. Vậy là thầy kêu đóng học phí rồi nhưng mà mình chưa có đóng, chưa có tiền đóng. Dạ. Có bao nhiêu nữa có thể nói con, để con đợt sau con lên con ghé con thăm. Dạ ha. Để con thay mặt Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho cái tiền học phí đó cho mình. Dạ. Đợt sau có hỏi nhà trường bao nhiêu á. Dạ. Để con ghé con thăm. Quá giỏi rồi. Phải nói là chị là tuyệt vời nhất luôn á. Một người mẹ tuyệt vời, một người con cũng tuyệt vời. Và bên cạnh đó có một người ngoại cũng chu đáo quá trời luôn à. Hôm nay á thì tụi con đến đây á là để chia sẻ về cái nghị lực sống của chị Hương. Gọi là không may trong cái cuộc sống rồi, nhưng mà lại cũng một lần thì gọi là giống như là có nhiều cái gia đình mình có nhiều cái trắc trở đó. Dạ. Thì đã chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết luôn. Dạ. Để có thể sau này có thể mọi người có thể chung tay nhau hỗ trợ tiền học phí cho bé Ngân nè. Dạ. Tiền xảy ra trong cuộc sống của mình đó. Thì tại con hôm nay con đến đây với Đạt với lại ông Đồng Tháp thì cũng thăm lại gia đình của mình, cho cái chia sẻ về những cái hoàn cảnh khó khăn, những cái mảnh đời bất hạnh đó. Thì con đến đây con thay mặt cho chú Ken Vinh Trần gửi cho cô chai dầu này, là cô đi sức á, hai chai dầu. Dạ. Hai chai dầu này của chú Ken Vinh Trần ở Mỹ đó. Dạ, cô một chai để ở nhà. Dạ. Một chai cô đi đồng cô. Dạ. Có gì đó nhất mỗi cô sức. Dạ, ha. Là cảm ơn chú Huy Trần. Chú Ken Vinh Trần, còn cái này là hũ Salon Bath. Dạ. Mỗi khi mà cô nhức mỏi gì đó. Dạ. Cô dán lên, nó sẽ đỡ hơn cho cô. Cảm ơn chú. Dạ, còn tiền học phí của bé Ngân thì có cái gì hả? Thì nhà trường có báo về cô cho con hay. Dạ, dạ. Út Đồng Đám cảm thấy như thế nào? Thì đến đây thấy chị Hương tuy có tật nhưng mà có cái tấm lòng là tự vươn lên. Và tấm lòng cao cả, thương con, hàng ngày phải làm mọi công việc để cho con có thời gian đi học, lo cho bản thân nha. Đạt thấy thì sao rồi? Thì hôm nay đến đây á thì thấy chị Hương á là rất là kiên cường luôn. Và ở trong việc nhà tuy khó khăn nhưng mà chị vẫn cố gắng làm được. Thì điều đó thì cho thấy chị nói chung là rất là kiên cường. Ơi, một lần nữa thì hôm nay cũng đến giờ trưa. Dạ. Tại con cũng có liên hệ với cô thì để đi làm về gặp đủ. Dạ, dạ. Thành viên trong gia đình của. Dạ. Mình đó. Dạ. Thì cũng dịp gần tới Noel rồi. Dạ. Chúc cho gia đình mình có một cái mùa Giáng sinh ấm áp. Dạ, dạ. Rồi bé Ngân thì con cứ cố gắng học hành thật giỏi để sau này kiếm một cái công việc nào đó ổn định để nuôi bà ngoại với lại mẹ của mình, để không phụ lòng tất cả mọi người. Cố gắng đi, thì khi mà con cố gắng học giỏi thì mọi người sẽ chung tay hỗ trợ gia đình của mình. Dạ, dạ. Một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ, Đạt Đồng Tháp với lại Úc Đồng Tháp xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị. Dạ. Đã xem video clip đến thời điểm này ha. Dạ. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị.